Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì sáng nay anh Neil anh cũng về quê, anh Minh anh cũng đi phát nước rồi cô chú anh chị. Giờ mấy anh lớn anh mắc công việc hết rồi, thôi giờ Bùi Hải còn ở đây mua cơm vào cúng cơm trưa cho cậu cô chú anh chị ơi. Ở cái chai nước của tôi nãy đây ông có uống không? Đó, ăn vậy phải không? À. Để hồi mua trả lại cho. Thôi thôi đi vô cúng cho cậu thôi. Mấy mèo nắm máy giùm chú ơi. Dạ. Chú có cúng cơm trưa cho cậu. Ồ, bữa nay cúng cơm luôn hả? Chứ mấy anh lớn mất công việc hết rồi, giờ đây mình cúng chứ sao giờ. Vậy là trụng với anh rồi, anh lát anh cũng cúng. Lên luôn. Lên đường. Anh tưởng anh em đi phát nước luôn chứ. Anh đâu đi đâu. Vừa hết. Cái bàn nhỏ hả? Ờ, cái bàn nhỏ thôi. Cúng mấy hộp mà lấy bàn nhỏ vậy? Ẹo tôi tùm lum nha máu, quấy đi nè, ẹo tùm lum vậy? Con đi ra lấy đồ. Đồ gì? Lấy đồ chú làm hết cho tiền đó. Đi chú ơi! Có cái máy hũ không anh Ngọc? Chú Ngọc ơi, lấy cầm giùm chú Bộ Hải đi. Cầm đi. Chú Bộ Hải. Dám bộ ghê á. Chú ra Bộ Hải. Dám chú Bộ. Trời ơi, che cái tai mắt tiêu hồi lãnh luôn rồi, còn gì nữa. Nè, đâu có đâu. Rồi, đứng im đi. Nhưng mà không, không muốn cầm. Ai còn có cách nào. Thấy chú rồi đó. Chú ngã bể điện thoại luôn. Mèo này thiệt nha. Thì con thấy. Chú không có sợ, đừng lo. Chú đừng lo. Bảo đảm là không gớt. Là không gớt. Thôi cầm luôn đi. Mất công hồi ngã thêm nữa. Trời ơi, quay gà quay dưới đất không luôn. Mèo này thiệt chứ. Mới là xì qua năm xì cái chát chắc. Mới cho 500 ngàn hôm bữa hôm qua, bữa nay lì nữa. Mốt không có lì xì nữa luôn. Thầy con đang quay nè. Hai chú mà. Đâu có hai quay dưới đất. Chú Bộ Hải ơi, chú Ngọc chu cái đít cho cái má kìa. Nhớ né cái má kìa nha, đừng có chu cái đít cho cái má ạ. À. Coi. Canh không hả? Đũa. Đũa rồi, cớp đũa rồi. Chưa, để chú Bộ Hải, hai người gánh lên bập được không? Dạ, chú Bộ Hải ơi. Ở chú Bộ Hải ơi, sao cái điện thoại của chú Bộ Hải bụi không vậy? Điện thoại cũ mà, phải bụi chứ sao. Ủa, sao còn thiếu cái muỗng hả? Rồi xưa xong rồi ta. Cái mình đi. Trời ơi, thôi mèo là biến quá. Lì quá lì rồi. Cái tao còn cái tô hai chén nào nhỏ hơn Ngọc. Cho hai chén nhỏ đi, đổ hai cái canh la luôn. Ngay sữa sống vậy thôi. Không anh không? Chú Hợp ơi, chú nhớ chú kiếm. Chú đừng cái chú kiếm mầm vô cái máy nha chú. Cái mầm chú ơi, nhìn thấy thấy cần hơn cái trái dưa hấu nữa chú. Nhìn chú nói chú nó cười quá.
Bữa mấy anh ở đi suốt luôn hả? Dạ. Ê, chú ơi, anh nhắn tin đi. Chú. Đi lên nè. Rồi, chắc không thấy được cái gì trong máy luôn quá. Mèo ơi. Tầm ơi. Cậu ơi, về dùm cơm trưa cậu ơi. Bữa nay mấy anh lớn có công việc hết rồi. Bây giờ còn con ở đây mua cơm cúng cho cậu cơm trưa. Cậu về cậu dùm cơm trưa cậu. Tiếp theo. Đây. Mèo lì quá, nãy giờ quay tùm lum tà le không thấy được gì luôn. Con không muốn vào. Đó. Mấy anh lớn bữa nay mấy anh mắc công việc hết rồi cô chú anh chị, anh Nêu thì anh về quê. Còn anh Binh thì anh đi phát nước. Rồi mẫu còn anh Nết mà không biết anh Nết bữa nay anh có cúng hay không nữa. Thôi để Bùi Hải mua cơm cúng cơm trưa cho cậu. Chúc anh hết có cúng thì cúng thêm nữa. Mua 4 phần cơm ha cô chú anh chị. Cúng cho cậu buổi trưa. Mai của cậu có nở hoa chưa nữa nè. Chưa thấy cái bông hoa nào hết. Có. Mai của cậu có nở hoa là nha cô chú anh chị ơi. Mà nở ở trong kẹt không quay thấy được. Bây giờ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Du Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Nhiều lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.